Thành phố Hồ Chí Minh, học sinh bắt đầu nghỉ học từ ngày mai ngày 2 tháng 2 để phòng COVID-19. Trưa ngày 1 tháng 2, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn khẩn đến tất cả các trường học, thông báo cho học sinh tạm dừng việc học tại trường từ ngày 2 tháng 2 để đảm bảo một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, văn bản Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, xét đề nghị của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân chỉ đạo cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục dừng đến trường từ ngày 2 tháng 2, thực hiện việc chuyển đổi sang hình thức dạy và học trên Internet, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học. Trong công văn khẩn của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm học của thành phố, nhanh chóng chuyển sang hình thức dạy và học trên Internet và đảm bảo thông tin xuyên suốt trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Trong những ngày vừa qua, do liên quan đến dịch COVID-19, một số trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã cho một số học sinh nghỉ học, tự cách ly tại nhà để đảm bảo nguyên tắc an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Tại Bình Dương, vào ngày 31 tháng 1, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh xác nhận đã quyết định cho toàn bộ học sinh của tỉnh được nghỉ học từ ngày mai, ngày 1 tháng 2. Do hôm nay là cuối tuần, nên văn bản có đóng dấu của Sở sẽ được phát hành sau. Nhưng việc cho học sinh nghỉ học đã được quyết định chính thức. Sở đã thông báo tới các trường để phổ biến tới phụ huynh học sinh. Một cán bộ Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương cho hay. Như vậy, hơn 400.000 học sinh trong toàn tỉnh Bình Dương sẽ được nghỉ Tết sớm trước một tuần so với thông báo trước đó. Học sinh sẽ được nghỉ từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 16 tháng 2, mùng 5 tháng Giêng. Đồng thời, một số trường đại học như Trường Đại học Thủ Dầu Một, trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng cho sinh viên nghỉ học từ ngày 1 tháng 2, khuyến khích giảng viên và sinh viên tương tác nghiên cứu ôn tập qua mạng. Bình Dương hiện có 2 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 1644 từ Hải Dương trở về, cả hai chưa có kết quả xét nghiệm. Hơn 1.500 người tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã bị phong tỏa. Một số khu vực của huyện Phú Giáo, thành phố Dĩ An đã cấm các dịch vụ không thiết yếu, thực hiện việc giãn cách xã hội. Tại thủ đô Hà Nội, toàn bộ học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu nghỉ học từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Thời gian nghỉ kéo dài tới hết lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 đã thông báo trước đó, tức là đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2021. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 05/CTTTG ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và công điện số 02/CD Ủy ban Nhân dân ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần chủ động, sẵn sàng các phương án ứng phó mọi diễn biến của dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn thành phố. Cũng trong sáng ngày 31 tháng 1, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi các phòng đào tạo giáo dục quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian tạm nghỉ học ở trường để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, các đơn vị, nhà trường tổ chức có chất lượng các hoạt động dạy và học bằng hình thức học qua Internet. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm quản lý chặt chẽ thời gian, kế hoạch dạy và học của từng giáo viên trong giai đoạn tổ chức dạy học qua Internet, chỉ đạo, phân công giáo viên chuẩn bị bài giảng và tổ chức giảng dạy qua Internet cho học sinh bình thường theo thời khóa biểu chung của nhà trường. Lãnh đạo của các trường tăng cường kiểm tra về thời gian, nội dung, chất lượng dạy học qua Internet của từng giáo viên. Trước đó, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Phạm Xuân Tiến cho biết, hiện có 25.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tạm nghỉ vì có liên quan tới các trường hợp F1.